Ăn sáng tốt à, nãy giờ chưa có danh tình nè ha. Bây giờ nãy giờ hỏng hóc không ạ à? Bây giờ cho ngoài lề trước ha, cái đuôi này ha. Danh từ quá khứ, động từ, tính từ. Đợi con một tí, con lấy những cái này dấu cài. Hôm nay thời tiết như thế nào? Hôm nay thời tiết như thế nào? Bạn kia mới trả lời. Bạn kia mới trả lời, không biết có phải vì hôm qua tuyết rơi nên hôm nay thời tiết trở nên rất là lạnh. Không biết có phải vì hôm qua tuyết rơi nên hôm nay thời tiết rất là lạnh. Rồi, câu cuối cùng ha. Cái người mà bạn nhớ nhất là ai? Bây giờ cái người mà bạn nhớ nhất là ai? Bạn kia mới trả lời. Tôi nhớ nhất là bố mẹ tôi ở quê. Tôi nhớ nhất là bố mẹ tôi ở quê.
coi sẵn cho 10 câu rồi. Làm nhiều càng tốt, hơn này yếu càng nhiều. Bạn đã thích ứng được với cuộc sống Hàn Quốc này chưa? Bạn kia mới trả lời: không biết có phải vì tôi thích cái văn hóa Hàn Quốc cô. Cái câu hỏi là sao cô? Bạn đã thích ứng không, bạn đã thích ứng được cuộc sống sinh hoạt Hàn Quốc này chưa? Bạn đã thích ứng được với cuộc sống sinh hoạt chưa? Bạn đã thích ứng được với cuộc sống sinh hoạt Hàn Quốc chưa? Bạn kia mới trả lời: không biết có phải vì tôi thích cái văn hóa và tiếng Hàn nên cái việc thích ứng với cuộc sống Hàn Quốc có vẻ như dễ dàng. Không biết có phải vì cái gì không? Không biết có phải vì tôi thích cái văn hóa và tiếng Hàn nên là cái việc thích ứng với môi trường sống ở Hàn Quốc đấy, cái việc thích ứng với sinh hoạt, đời sống sinh hoạt Hàn Quốc có vẻ như dễ dàng. Không biết có phải vì tôi thích văn hóa và tiếng Hàn, văn hóa Hàn Quốc và tiếng Hàn không? Không biết có phải vì tôi thích văn hóa và tiếng Hàn không? Không biết có phải không, còn phải không? Không biết có phải vì tôi thích văn hóa và tiếng Hàn nên cái việc thích ứng với cuộc sống sinh hoạt Hàn Quốc có vẻ dễ dàng. Nên cái việc thích ứng với cuộc sống sinh hoạt Hàn Quốc có vẻ dễ dàng. Rồi các bạn làm cho cô ha. Bây giờ có những từ nào mà các bạn không biết hoặc chỗ nào mà các bạn cần phải cô ạ? Đã 9 câu mình chơi sẵn xong 10 câu đi cô. Gì nó không có lộn cô. Bây giờ gì không có lộn ha. Từ từ ha, cô tìm những cái bài trước cho. Không thì thôi cô khỏi thiết cũng được cô, nãy câu số 6 tới 4 câu được cô. Câu số 6 tới 4 câu à? Câu số 6 trả lời thứ 2 lần nè. Nó nhìn lại. Thì các bạn gì đây, tạm suy nghĩ có câu gì hỏi đi. Thì cô sẽ cho một câu nào. Cái câu này luôn ha. Bạn biết chỗ nào học nấu ăn, bạn có biết chỗ nào học nấu ăn ở tại đâu hay không? Bạn có biết học nấu ăn ở tại đâu hay không? Bạn có biết học nấu ăn ở tại đâu hay không? Bạn kia mới trả lời: bạn có biết học nấu ăn ở tại đâu hay không? Bạn kia mới trả lời: hình như là ở trung tâm văn hóa có cái lớp nấu ăn. Hình như là ở trung tâm văn hóa có cái lớp nấu ăn. Rồi, bây giờ quay lại ha.
Rồi bây giờ làm luôn được chưa? Có câu gì hỏi cô không? Bây giờ 10 câu chia ra mỗi bạn 5 câu, 5 câu ha. Giờ mình làm luôn ha, vừa đọc mình vừa đọc mình làm. Cứ làm từ từ, sai thì sửa, không sao cả. Bây giờ An và Hương, Cô cho hỏi em đi. hỏi này trước đi cô. Cái nền tông là đông lạnh, nền tông sinh là cái gì cũng là đông lạnh luôn hả cô? Nền tông sin, nền tông là cái khu làm lạnh, nền tông sin là cái gì? Thêm cái sin là cái khu làm lạnh đó kìa. Tức là cái nghĩa mình gian nha luôn, đều là cái ngăn là đông lạnh À, hả? ngăn cái ngăn là đông lạnh, còn cái nền tông là cái làm lạnh, còn nền tông sin là cái ngăn ngăn là làm lạnh đấy. Xin theo mình xin đấy, nền tông là cái ngăn lạnh lạnh và đá, thì nền tông sin là cái ngăn lạnh đó, ví như thế. Ngay trong cái tủ lạnh này Tức là ta ngăn thường mát đó không cô, ngăn mát nó có đông lại, đúng còn rồi, nền tông có đông lại. nền tông là đông, còn gì nền trang là gì đây, ngăn mát à, nền tông là À, tại vì cái bữa cái bài số 8 á cô ngăn cho cô nền tông xin đó, cô bảo là ngăn mát đó, đông. Đấy, ngăn ngăn mát mát chứ. đó, còn nền Dạ. tông là cái lạnh lạnh trong cái khu khu lạnh đó, còn ngăn kêu người ta dùng nền tông sin đó, rồi sin rồi. Dạ không cô. Rồi bây giờ tiếp tục năm câu đầu An với Hương đi. Hương An, An Hương, hai bạn làm gì cô An. Rồi bây giờ An đọc tiếp đi An. Câu một là về về Trần Hoa, Trần Hoa ưu tiên Trần Hoa xúc tổ ca, tổ ca nước chơ, nước chân này ó. À, nữ gì đây, nữ đó, nữ đi tà, nữ Đừng đi ra tà, chất sợi. đúng rồi, nữ đó cho sẻ. Cái này sao cô bỏ phòng gà để không chị. Ít khi dùng nên là em mới tưởng là từ nữ rơi tàu đó. À, nữ đưa tà đúng hay, nữ đưa tà đấy, từ nữ đưa tà đấy. Nữ đi tà ơi, nữ rơi tàu cô. Hả? Nữ đi tà ơi, nữ rơi tàu. À, cái từ này cô đọc nhà à, nữ đi tà nghe các bạn, nữ đi tà ha, nữ đi tà à. Huệ hưu tê chờ hoa, bạn đọc là hưu tê chờ hoa đúng không, Dạ, hiu tê chân hoa xúc xúc tô tô cả. à, xúc tô cả huệ nữ đây chất phải á. Những cái từ này ấy, các bạn thì tại vì mình chưa biết đến cho nên là đôi khi mình không dùng, như thường thường cái những cái việc mà trong nhà trong cửa đó các bạn, mình hỏi à, sao cái điện thoại gì mình tốc độ chậm quá vậy. Chẳng hạn như tê Chết chờ hoa này gió cho à, đôi này gió đúng không, tiếng này cũng quên này, nữ đó à, hôm nay cái đồ bôi tiếng của sao bôi không ra, nữ đó chất nải đó. Rồi, bạn trả lời. Đúng rồi. Kem mani hệ so cử đăng chi. Sao nó là gì đây? Hiếu đê chờ hoa ca à, hiếu đê chờ hoa xúc tố ca, nguyên cái cụm này luôn, xúc tố ca nó thật nữ sự à, nữ đêm có ca thèo chẳng hạn, hình như có vẻ thì có thể mình gì đây cho vào, nữ đêm hình như có vẻ như nó đã gì đây, nó đã chậm, mình đêm có ca thèo. Rồi tiếp tục câu số 2. phân
Mời đi gặp con cái đó. Mời đi gặp áp phu đã khó chim áp phương cái đó. À, cứ chị là ổn mơ đi cả mà nghe pasta đi cả mà nghe pio chẳng hạn nghe pa pio rồi tiếp tục câu số 3. À cái đá rồi đá bên kia ca bên kia ca mặt khách này á đúng rồi hiu chi đơn mà nè đôi khi giấy nó để nhiều quá nó cũng bị ấy ha hiu chi ca mà nè nó so cử đơn chi này đây bên kia ca khó sợ hoặc là bên kia ca mà khách nâng có ca thải ô tại vì cái đuôi này nó hay đi với cốt cá thà tại vì nó phỏng đoán mà không biết có phải là lý do gì đó nên dường như có vẻ ha. Rồi, câu số 4. Computer ca dẫn cơ đi ăn tên khải Không phải dẫn cơ mà là nó không mở nguồn lên được. Chân quên đi. Trần quân đi ăn Ăn tên khải ốc. ăn khơ chi đã. Computer ca Trần quân đi ăn cơ. Không biết thờ trần quân thôi không biết thờ trần quân là gì đây cái nguồn của gì đây của gì đây máy tính hoặc là không biết thờ trần quân hoặc là không biết thờ trần quân thôi cái nguồn của máy tính không biết thờ trần quân gì where Trần Nguyên đi ăn cơ chín này không? à ăn khơ chín này á à có chi này ống thôi không có chi nha tại vì gì đây động từ ăn khơi chi tà là động từ rồi thì bỏ tà đi đi với này ống thôi động từ thì hiện tại ăn khơi chi này ống khơi chi tà đấy được mở lên để khơi chi tà là thành động từ đó mở lên mà đó, khơi chi tại sao là không mở lên được ăn khơi chi này á không biết thôi trường quên đi ăn cứ chi này á không mở lên được à bạn kia là như thế nào đây tiếp rồi gì nữa à bé bé từ đi ca gì đây học sơ sơ hoặc là tơ rơ chơ sơ hoặc là nạ ca sơ bé từ đi nạ ca tạ à, hoặc là ộp tạ bé từ đi nạ ca sơ cử đơn chi chân nguồn ni ảnh kho trời ơi rồi câu tiếng Việt là gì đây Tiền nào không biết có phải hết pin hay không để tôi sạc pin rồi thử lại. Trong chân chân thật cả cả bé từ đi à em tự biết thôi đi à bé từ đi
아, 메트리가 그런지. 이거 없어 그런지 아, 그거 없어 봐봐 맞아 이래 나가 없어서 그런지. 그런지 중전에서 중전에서 한번 다시 다시 커보 야겠어요. 보세요. 아, 잠깐 커보 야겠어요. 아, 한번 다시 커보 야겠어요. 아, không biết là có phải là gì đến hết bên hơn gì đây tôi trung chân hệ sao없어서 그런지 충전해서 한번 다시 커보겠어요. 보겠어요. 하라 커보야겠어요. 파이 뭐 thì một lại một lần nữa. 아. 한번 다시 커보야겠어요. 하라 nếu như đang nói người ta thì 한번 커볼게요. Tôi sẽ mở lại một lần nữa. Nếu như nói đối đối với người trực tiếp họ họ AB này này thì 배터리가 없어서 그런지 충전해서 한번 다시 커볼게요. 아, còn không mà nói mình thôi thì vậy커보야겠어요. 커보봐야겠어. 커보야겠어요. Còn câu số câu cuối cùng là câu số 5, đúng không? Rồi, câu số 5 là gì đây? Nơi bạn sống có đi lại có tiện lợi không? À. Sanen go sun. Daninen go pyeonli nayo? Thế nó không được sương sương đúng không? Chỉ cùng sai cô ít nâng có sương. Chicken sa quê nâng cơ Tại nhi nâng có sương. À, hoặc là tại nhi nâng kê phân hẻo. À. bình Chỉ thường cùng. giao thông vận lợi thuận tiện được không cô? À, được, giao thông thường thì được. Chưa thôi, còn không là đi đi, có việc đi đi lại lại, tả như tả. À, sai cô ý nưng có sân. À, sai cô ý nưng có sân, ở nơi bạn đang sống. Sai cô ý nưng có sân. Tả như nưng kê. Phân hẻo. Phân hẻo. Chỉ cần sai cô ý nên cửa sân tại nhìn nên cái phần này đó, hoặc là khiêu thông y phần này á. À, vâng vâng nên cổ thân nên cận cô đây ở chỗ này à, tại nhìn nên kê kê tại nhìn Chicken sai cô ý nên cô sẽ à, cận cô cọt 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 nha, cọt nha, sai cô ý nên cọt ha, sai cái ở nên cửa sân tại nhìn nên kê nghe như cưng cọt si này mà cô rút gọn là từ nên kê này. 다니는 게 편해요? 버스 남 Biên đúng không? Ủa phiên này không có chia theo kỳ hả cô? À, cô quên, lại quên nha. Phân hai này á, đúng không? À, phân ăn cái á. Phiên này ó Phân ăn cái á. Hoặc là phân ly ha tả. Tiện lợi thì phân ly ha tả nó sẽ hợp hơn nha. Phân ly hăng cả đó. Tại vì phân ly ha tà nó là tính từ cà yếu nha, một cái cà thôi. Phân ly hăng cả đó. Tính từ, cho nên chúng ta chia về tính từ dạng hiện tại, không có phát sinh. Chúng ta đi với nào mà đi với cả đó. À, rồi bạn trả lời. Ừ, nhìn lên cái phần lia rồi. Chọc có sao 그런지
Ok, tiếp tục. Rồi chị, cha tung ta ấy mà mãn chi mãn cung thì anh mà có sợ không? À, sai cử đơn chi cha tông cha ca mà ni ổ cô cha tông cha hoặc là cha cha ca mà ni ổ cô và Thì như đây đi đâu ăn khi mặc đi mà khi chi ăn này khi đi mà khi chi ăn ná ăn này hoặc là khiên tô à, cô nó hay đi với tô à, giờ nó nhấn mạnh câu hơn cứ chi trả ca mà đi ở cô khiên tô mặc khi chị hẳn này à. Rồi ok được hết chưa, có thắc mắc gì không trong này các bạn làm ok được hết đó, cho vì tại vì chính vì cô kêu các bạn đọc ngay luôn cho nên là mình đôi khi phản xạ còn thiếu sót, như trong văn nói cũng thế, còn thiếu sót vẫn có thể không sao, không sao cả, đây là mình học cho nên là phải đầy đủ hết. Khi mình đi lên văn nói đấy, mình phản xạ được cái gì mình nói ra, cứ nói ra, rồi sau này gì đây, nói càng nhiều thì nó càng hay lên. Và các bạn sợ không dám nói thì mình đâu có nói ra được những lời như thế này. Tuy nói ra nó không hay nhưng mà sau dần sau đó nó sẽ hay dần lên. À. Rồi bây giờ AB các bạn gì đây, đổi vị trí, lặp lại một lần nữa xong đổi vị trí cho nhau ha. Trần Hoa tốc độ ca về nửa đưa cho sợ chân này ó cái mình mà nghe hè sao ở cửa hè sao cửa làm gì ở hiệu tế sốc tô cam nửa đưa cho sợ mơ đi ca phân này phân cái Oche su mani mo ko so buranji onurun morika ane apayo. Biengi ga makhyanayo? Biengi e yuchi를 많이 넣어서 비행기가 막혔어요. 컴퓨터가 전원이 안 켜지나요? 배터리가 없어서 그런지 충전해서 한번 다시 커보겠어요. 커 봐. 겠어요. 아. 바뀌었어요. 아, 이 말도 나 고기 좀 배워야. 커 봐야 내게 그 봐. 커 봐야 겠어. 겠어요. 하. 커 봐야 겠어요. 야, 띠또. 지금 살고 있는 곳은 다니는 게 편린가요? 아, 편히. 편. 예, 나 이거 못 했어요. 펄리 한가요? 펄리 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 하다. 펄리 리리리 같은 줄리. 빌리한하고 아, 펄리 한 펄리 한가요? 펄리 한. 다니는 게 편해요. 여기 살고 있는 사람이 적어서 그런지 차가 많이 없고 기름도 많고 막 커지 않아요. 아, 막히지 않아요. 키. 막 Rồi đổi lại vị trí cho nhau một lần nữa. chân hoa sụp tu qua về nếu ra cho sợ ở chân này á Người đã chết lại á. Cảm ơn mani hệ sao 게임은 많이 해서 그런지 휴대전화 속도가 느린 것 같아요.
아팠나요? 제 술은 많이 먹어서 그런지, 머리 많이 아팠어요. 띵띠가 왜 막혔어요? 막혔나요? 표지가 많이 늘어서 그런지 변기가 막혔어요. 천원이 왜, 안 껐어요? 안 컸어요? 안 컸나요? 왜안 네, 안 커지나요? 왜안 커지나요? 컸지. 안 커지나요? 안 뜨뜻. 컸지나요? 배터리가 나가서 그런지 충전해서 한번 다시 켜봐야겠어요. 커봐야겠어요. 지금 살고 있는 곳은 담임님께 편의한가요? 다니는 게 편해요. 여기 살고 있는 사람이 적어서 그런지 차가 많이 없고 킨도 막히지 않아요. Cái chỗ mà là gì cho có sơ cái đến chi là nó là liền nha. Cứ quen chỗ đó Sao cô thấy cái chữ có sơ xong cái từ đến chi hai ba cái mình cười đến chi ha mình sơ luôn cười đến chi đâu mà đi nữa sơ cười đến chi chỗ cười đến chi đó mình mới kéo dài ha rồi không biết có phải là vậy không đó đó còn gọi nơ sơ cử đơn chi luôn ha nơ sơ cử đơn chi là nó là một câu các bạn đọc như thế là các bạn gứt câu ca người ta là làm hai gứt ngữ pháp ra đây là làm hai đó cử đơn chi luôn sơ cử đơn chi ha nên liền luôn cho nên là nó chưa quen chắc là chưa quen từ từ ha liền nó quen xong rồi nó ok liền nói chỗ này nè ô bé hộp sơ sơ cử đơn chi cái chỗ chi đó mình mới ấy học hộp sơ sơ cử đơn chị đây là nó bị giống như nó bị ngắt cái câu nó ngữ pháp người ta cái các bạn chia ghẻ sơ một cụm cử đơn chì cụm chia ghẻ ngữ pháp rồi ok chào đây sale sư quay sale rồi còn 5 câu còn lại hai bạn còn lại ha nhớ chỗ này cho cô nó liền lại cho nên mình cố gắng liền với nhau ha bây giờ ví dụ như là Battery cao ốp sơ sơ cứ đơn chi chỗ này mới là gì này chỗ này mới ngưng nè đơn chi chung chân ngày sơ hoặc là chung 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 chân ha tả ca ha môn tả si khơ bơ ya kê sở khơ bài ha tả ca vẫn ok chung chân ha tả ca rồi tôi sạc rồi một lát nữa để thì tôi sẽ mở lại xem cũng ok ha tả ca vẫn là hay chung chân ha tả ca môn tả si khơ bơ ya kê sở chỉ công trai cô ấy nên có xương tại nhi à chả tại nhi nên kê phần ly hăng cải ó giờ khi sai cô ấy nên có xương tại nhi nên kê phần này ó giờ khi sai cô ấy đi sao ra mi cho có sơ cần gì cho có sơ cần gì cha ga mà ni ở cô kiến tôi mà khi chị này ó hiểu chi được mà ni nữa sơ cần gì nữa sơ cần gì luôn ha nỡ sơ grân chi rồi tiếp tục còn mấy câu còn lại các bạn làm cho cô luôn còn lại thi với lại Linh đi hai bà bầu cô cái từ thích ứng nó là như thế nào cô rồi học rồi trả lại bà bầu trả lại cô luôn cho cưng hai bà rồi câu số 6 bây giờ Linh đọc trước đi Linh số sáng đi cô chẳng biết nặng bay
왜 텔레비전이 소리가 안 나오나요? 안 나오나요? 나오다. 나오나요? 아, 텔레비전 hoặc là TV 소리가 왜안 나오나, 안 나오나요? 야. 아까 저 윤 버튼 눌러서 그런지 소리가 안 나와요. 버튼이래. 버튼 뭐 뭐 뭐 nhầm nút, nhưng mà em không biết cái từ nhầm đó là dùng cái từ nào được cô. Trái một nụ đưa ta. Em là gì được không cô? Aka chạm một nụ đó sao cô đơn chị chỉ cần số đi ca anh nào ơi. Đây, button. Bạn dùng button này. Button. Button. Rừng trái một nụ đưa ta. Nụ. Đó. Nụ đưa ta này. Ô, đồ đưa có ra thử luôn là cái gì cô? Nút, nút. Ấn, Nút, 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 nút. đâu à nút. À, nút. Button. Chạy một nụ rơ sao? Sao mà Hương Mình dùng một từ tan chua mà. tăng chú là nút áo à à còn cái bơ thư này là cái nút ha, cái nút mà ấn nút tất cả các nút cho cái nút với máy móc này kia ha, người ta gọi là bơ thư. Bơ thư nha. Cô biết nhà mà bơ thư. Button ơi, chạy một nụ rư tà này các bạn. Nụ rư tà đi với a ơ sơ nó bị rư tà này, nó bị bắt quy tắc. Rư này bị bắt quy tắc. Rư thì ư trong rư bị được bỏ vào thêm chữ r đằng trước nó, xác định âm đằng trước nó là u thì mình thêm vào ơ. Dạ, nụ lo sao hả Đúng cô? rồi, chạy một nụ rư sơ. Sao? Kurenji, soriga anna wayo. À, sorry ka anawa, sorry ka anawa hoặc là sorry ka nau chi anayo. Đây. Nên đã nổ 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 À. nổ 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 Đúng rồi, ta si nụ đó nền đe là bấm lại rồi. Ta si nụ đó nền đe. À, nụ đó nền đe. Rớt thôi các bạn. À, nụ đó nền đe. Nhưng mà sao? Sorry, tôi ăn nói. Sorry, tôi ăn nói. Hình như nó bị hỏng rồi. Cô Trang Yên đang có cách thầy. Cổ trăng na tà thôi. Cổ trăng na tà thôi, không cần y vào ha. Cổ trăng Cô na Trang đang có cách thầy. à, có cách thay rồi. Rồi, còn gì nữa không? Service center에 물어봐 보세요. À, service center에 물어보다 hoặc là mình có gì đây? Muni hase haseyo. Em bảo muốn tham gia dục Cũng được mà là cái từ unhi này cũng được hả cô? À, muni cũng là hỏi, muda vô tạc cũng là hỏi. À, muni haseyo đây, hỏi ý kiến, hỏi chúng ta mình này. Hỏi ý, hỏi thường Ý của thường. em bằng muốn hát xe không được hả cô? Từ gì em? Bằng muốn hát xe Bằng môn là đi đến đó. Còn hỏi đi ý. đến đó À, rồi.